trước cung thành. Đừng lo lắng vì ta có trong tay siêu nhân bay rồi. Bùi Tiên Dung nhìn bánh trai đã chơi hay cứu thua Việt Nam. Lúc ta cần thì Quang Hải một chân sút siêu sao, tuy anh hơi lùn mà bao kẻ phải ngước xem bóng bay như vẽ nên cầu vòng. Nhiều khi ta tưởng như hết mà đôi phút xuất thân như thần, làm đáo điện cả trên sân, bao người vui khán đài lệ rơi. Thủ môn ơi thật siêu sao, nào ai nghĩ chơi hay như vậy, đá bên kia đá bên này mà anh bay luôn luôn trắng sai quá siêu. Bao nhiêu tia hy vọng, người yêu bóng dùng cá tìm với đôi chân khéo hay thần thông. Có Xuân Trường rồi Văn Đức thì ta thấy yên tâm tăng lên hơn nhiều. Và toàn thể đội bóng ta giải năm nay chơi hay đồng đều. Nhiều khi ta tưởng như hết mà đôi phút xuất thân như thần, làm đáo điện cá trên sân, bao người vui khán đài lệ rơi. Thủ môn ơi thật siêu sao, nào ai nghĩ chơi hay như vậy, đá bên kia đá bên này mà anh bay luôn luôn trắng sai quá siêu pha. Nhiều khi ta tưởng như hết mà đôi phút xuất thân như làm đáo điện ca trên sân, bao người vui khán đài lệ rơi. Thủ môn ơi thật siêu sao, nào ai nghĩ chơi hay như vậy, đá bên kia đá bên này mà anh bay luôn luôn trắng sai quá siêu pha. Bát hang xó tôi vô cùng thán phục, vì quá cao siêu ông như nhà tiên tri. Phán đoán thật hay làm nên nhiều kỳ tích, toàn nước giờ đây sướng vui mừng vỡ òa. Thầy bát hang xó cảm ơn vô cùng, nhờ có mưu cao nên đem về vinh quang. Thế giới ngợi ca Việt Nam mình hùng dũng, lột xác là gió có ông thầy cao tay. Người thầy vui mừng
ngoan. Nước mắt rưng rưng hạnh phúc, cả đội reo mừng tung thầy lên, thưởng thức niềm vui vô bờ. Từ rất lâu ta lòng thầm mơ vô địch, mà giấc mơ thôi bao nhiêu lần chua cay. Bóng đá Việt Nam từ đây thì rạng rỡ, báo chí đào điện tinh thông thầy hàng xóm. Bát hang xo tôi vô cùng thán phục, vì quá cao siêu ông như nhà tiên tri. Phán đoán thật hay làm nên nhiều kỳ tích, toàn nước giờ đây sướng vui mừng vỡ òa. Thầy bát hang xo tôi cảm ơn vô cùng, nhờ có mưu cao nên đem về vinh quang. Thế giới ngợi ca Việt Nam mình hùng dũng, lột xác là do có ông thầy cao tay. Người thầy vui mừng cho ngoan, nước mắt rưng rưng hạnh phúc, cả đội reo mừng tung thầy lên, thưởng thức niềm vui vô bờ. Từ rất lâu ta lòng thầm mơ vô địch, mà giấc mơ thôi bao nhiêu lần chua cay. Bóng đá Việt Nam từ đây thì rạng rỡ, báo chí đào điện tinh thông thầy hàng xò. Bóng đá Việt Nam từ đây thì rạng rỡ, báo chí đào điện tinh thông thầy hàng xò. Bóng đá Việt Nam từ đây thì rạng rỡ, báo chí đào điện tinh thông thầy hàng xò. Bóng đá Việt Nam từ đây thì rạng rỡ, báo chí đào điện tinh thông thầy hàng xò. Dưng dưng trong niềm vui quá tưng bừng, bao nhiêu năm chưa qua ao làng Đông Nam Á này, thế nhưng năm nay bao niềm vui đến muôn người, chỉ con tim nhỏ lẻ vui sướng. Cảm ơn hang xeo cho Việt Nam phút huy hoàng,
Sang đây không bao lâu ta đổi thay đi rất nhiều. Thế nên hôm nay bao người dân khóc vui mừng, Việt Nam ta lọt vào chung kết. Vui trong hân hoan không thể nói lên thành câu, ngay trong cơn mơ ta nào dám mơ vậy đâu. Bao fan thân yêu đang hò hét trong mừng vui, hàng triệu người thành dòng đang xuống phố đông thật đông, mừng chiến công đội bóng ta. Khắp nơi âm vang như là đang đón xuân về, U23 thân yêu đang hòa trong tim mỗi người. Vẽ nên chân dung anh Việt Nam rất kiên cường, thật hiên ngang vào vòng chung kết. Tôi rưng rưng trong niềm vui quá tưng bừng. Bao nhiêu năm chưa qua ao làng Đông Nam Á này, thế nhưng năm nay bao niềm vui đến muôn người, chỉ con tim nhỏ lẻ vui sướng. Cảm ơn hàng xeo cho Việt Nam phút huy hoàng, sang đây không bao lâu ta đổi thay đi rất nhiều. Thế nên hôm nay bao người dân khóc vui mừng, Việt Nam ta lọt vào chung kết. Vui trong hân hoan không thể nói lên thành câu, ngay trong cơn mơ ta nào dám mơ vậy đâu. Bao fan thân yêu đang hò hét trong mừng vui, hàng triệu người thành dòng đang xuống phố đông thật đông, mừng chiến công đội bóng ta. Khắp nơi âm vang như là đang đón xuân về, U23 thân yêu đang hòa trong tim mỗi người. Vẽ nên chân dung anh Việt Nam rất kiên cường, thật hiên ngang vào vòng chung kết. Thiên ngang vào vòng chung kết. Thiên ngang vào vòng chung kết. Thiên ngang vào vòng chung kết.
tim tôi mừng vui khi đội nhà chiến thắng rền vang. Vào hiệp hai bên bạn đã dâng cao tấn công ào ào, mà đội ta kiên cường quyết không cho lưới rung lần nào. Dẫu cho ta nhỏ con nhưng đội mình tràn ngập chí thật cao. Hàng xeo ơi hay quá đi thôi, dùng người trinh sát luôn. Khi thay ai luôn đúng không sai, đều làm nên biến cố. Hôm nay ta thấy tức như điên, trọng tài khiến mất oan. Penalty quá đắng cay luôn, rồi phạt sai triền miên. Đã qua đi hiệp hai, hai bên hòa dù ta đã mệt lơ. Hiệp phụ ta ba đều đã luân lưu để phân được bài. Chàng thủ môn bên mình bắt qua hay góp công thật to. Khắp nơi dân hò reo khi đội mình làm ý giấc chào thua. Khắp nơi dân hò reo khi đội mình làm ý giấc chào thua. Khắp nơi dân hò reo khi đội mình làm ý giấc chào thua. Khắp nơi dân hò reo khi đội mình làm ý giấc chào thua. Khắp nơi dân hò reo khi đội mình làm ý sắp chào thua. Ta tiến sơ đi về nhà, cho dù là bao phen đường bóng thốt tim. Phía sơ đi thì mãi không thành bàn, phía mình tinh thần thì rất chi là cao. Niềm vui vô vàng cho nền bóng đá ta vang rồi khắp châu lục. Cảm ơn đội nhà đã xông pha, quả cảm quyết tâm đem vinh quang về nước nhà. Nước Úc thua ta sơ đi phái ca mà cầm hòa, ta thì vào trong cùng người Hàn Quốc nha. Tám anh em mạnh nhất châu lục này, có đội bóng mình hạnh phúc như ngủ mơ. Khi ta tiến sơ đi về nhà, cho dù là bao phen đường bóng thốt tim. Phía sơ đi thì mãi không thành bàn, phía mình tinh thần thì rất chi là cao. Niềm vui vô vàn cho nền bóng đá ta vang rồi khắp châu lục. Cảm ơn đội nhà đã xông pha, quả cảm quyết tâm đem vinh quang về nước nhà. Nước Úc thua ta sơ đi phái ca mà cầm hòa, ta thì vào trong cùng người Hàn Quốc nha.
tuyến đường đông đúc hò reo mừng vui đội bóng kiên cường lăn xá nhọc nhằn đem đến vinh quang. Ôi mừng vui quá U23 đã như thế này ai nấy không nề, giờ đây nền bóng đá Việt Nam tươi sáng bao huy hoàng với nhiều tương lai. Ta vô bán kết đó rồi nha, bốn đội bây giờ mạnh nhất cạnh tranh, mong cho ta sẽ thắng qua ta tiến vào vòng trong để người hâm mộ mơ về giấc mộng hoa. Nhưng dù kết quả làm sao những fan nước nhà cũng thật là vui mừng sao chiến tích vang dội trang sử hào hùng cho bóng đá Việt Nam. Người dân xuống phố họ reo nô nức ăn mừng đi báo thâu đêm. Vang khắp bao tuyến đường đông đúc hò reo mừng vui đội bóng kiên cường lăn xá nhọc nhằn đem đến vinh quang. Ôi mừng vui quá U23 đã như thế này ai nấy không mê, giờ đây nền bóng đá Việt Nam tươi sáng bao huy hoàng với nhiều tương lai. Ta vô bán kết đó rồi nha, bốn đội bây giờ mạnh nhất cạnh tranh, mong cho ta sẽ thắng qua ta tiến vào vòng trong để người hâm mộ mơ về giấc mộng hoa. Nhưng dù kết quả làm sao những fan nước nhà cũng thật là vui mừng sao chiến tích vang dội trang sử hào hùng cho bóng đá Việt Nam. Người dân xuống phố họ reo nô nức ăn mừng đi báo thâu đêm. Người dân xuống phố họ reo nô nức ăn mừng đi báo thâu đêm.